Hôm nay Lan Thang Giang giới thiệu với các bạn một địa điểm ăn vặt rất là ngon ở thành phố Châu Đốc. Đó là quán bánh flan cây táo. Ở đây có nhiều món ngon, ví dụ như đá me, da ua, chè. Nhưng nổi tiếng nhất vẫn là bánh flan. Bánh được làm trong một cái sửng như vậy nè, được cắt sẵn. Mỗi phần 15.000 thôi. Bánh flan cây táo không chỉ nổi tiếng với người dân ở Châu Đốc, ở Long Xuyên và nhiều nơi khác cũng biết luôn. Có bạn bè đi Châu Đốc á, thường gửi mua về dùm hoài à. Đây là chè hột gà. Các bạn có thể chọn ăn tại chỗ hoặc là mua mang đi nha. Đây là những hộp bánh flan mang đi. Các bạn có đi Châu Đốc thì nhớ ghé ăn thử nha. Hoặc là có ai đi Châu Đốc á, mình nhờ mua về giùm. Bảo đảm ngon.